Thưa quý vị, trong chuyên mục giải trí ngày hôm nay như đã hứa thì MC Quỳnh Hoa sẽ trở lại với chúng ta với một bài hát với lại thành viên trong nhóm Phù Sa. Quỳnh Hoa, con xin được giới thiệu hai người bạn của nhóm Phù Sa, đó là hai chị em Phương Thùy và Phương Tuyền. Và hôm nay thì có đầy đủ ba thành viên nhóm Phù Sa, thì Dũng hỏi Quỳnh Hoa câu này. Được biết là nhóm chính thức bước lên sân khấu hát vào năm 98 không bà? Năm nay 2007 rồi, cũng là 10 năm rồi. Thì trong cái thời gian đó thì thay đổi thành viên, cũng một số thành viên ra đi, rồi Quỳnh Hoa kết nạp thêm thành viên mới. Thì như thế cái điều gì khiến Quỳnh Hoa phải luôn luôn là làm sao để giữ được cái nhóm Phù Sa cho tới ngày hôm nay? Chỉ đơn giản một điều thôi, đó là tất cả đều chung một sở thích là yêu dân ca. Những thành viên cũ ra đi là một lý do rất chính đáng vì các bạn lấy chồng theo chồng. Thì những mình vẫn còn rất nhiều những bạn yêu thích dân ca, và tụi mình cũng hợp tính nhau và tiếp tục theo hát. Rồi hôm nay thì Quỳnh Hoa vừa cùng với lại hai bạn sẽ gửi đến bài hát gì cho quý vị khán giả đây? Một bài hát mà Quỳnh Hoa nghĩ rằng Quỳnh Hoa cũng rất thích, đó là một bài hát mà thể hiện tất cả cái sự, một cái niềm tự hào của người Việt Nam. Đó là ca khúc Việt Nam Gấm Hoa của nhạc sĩ Minh Châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.